mà đi đến các bà không nghĩ là các bà có những cái đồi và vườn người ta trồng lạc đấy không? Cái ổi này. Bạt ngàn thôi. Ủa đây nhìn vào đấy bà hàng thế kỷ ấy. Có những cái trông như kiểu cao nguyên. Không có gì ăn, nó không ra các bác ạ. Chúng tôi sẽ đi xuống cái chuồng khác. Để quay cho các bác xem. Lợn rừng của các bà nó như thế này. Trông nó có tự nhiên và hoang dã. Hoang dại như kiểu là lợn. Lợn rừng tự nhiên không? Các bác nào muốn cưỡi ngựa bắn bắn tên thì như thế này. Chúng ta cưỡi lợn rừng và đi bắn tên cho hai. Đi vô rừng các bà nhiều lúc ngôn ngữ rất là tin. Các bác cứ theo dõi nha. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm dần dần. Cảnh nơi rất là hùng vĩ. Bạn rừng đấy, lại con nữa. Con đi đi nhỉ. Vào nó hút vô cô. Đấy. Giữ luôn các bạn. Nó không quay nội dung cảnh cảnh. Là, chào các bác ạ. Ui. Đây. Ui, nhìn nông mau quá kìa các bác ạ. Con chạy rồi. Không dám vào đây luôn các bạn. Hát thôi. Ý, cái đấy rất dài. Trông rất là hoang dã luôn. Đấy, bảo vệ con. Thế là ở rừng luôn. Trong rừng luôn nha các bạn nha. Các bạn theo em nhé, tiếp tục cuộc hành trình này. Các bạn nào mà đang bận thì có thể đi vệ sinh thấy được vào xem em tiếp. Rừng của các bà cho anh. Em đã quay con cảnh của rừng các bà cho anh. Đồi núi. Ở trên đồi người dân người ta ở đây anh thì trên người ta gọi là áng. Cái con hoa hoa cái cắn kia là cây dâu da ở trong thành phố này. Đây là dâu da rừng. Con hoa trắng ấy, đấy là cây dâu da. Ok. Ở áng người ta thường chọn những chỗ bằng phẳng để người ta trồng cây ăn quả. Đây người ta thường đi phải đến 3-4 cây số đường núi thì người ta mới làm tìm được một cái áng ấy, chứ không phải là ngay đường đâu. Đúng rồi. Đấy. Có anh nhìn thấy chưa? Không phải là mình không đi phải là vào phát ở đây đâu, phải đi vượt bao nhiêu hòn núi miếc mới đến được một nơi để trồng trọt ấy. Chỉ có khách du lịch thì người ta không biết đến những cái chỗ như này đâu. Khi nào mà các bác mà bạn của vua rừng cứ nói bạn của vua rừng cái là đến đây thì em sẽ tiếp đón này. Sẽ đi được đến những cái chỗ áng, người ta gọi là áng, và trồng những cây ở trên núi, người ta có thể nuôi trâu ở trên núi luôn, có những cây rất là to luôn, cây cổ thụ luôn đấy, được, tiền, ừ. Một cây đa, anh nhìn chưa, rồi, cây đa rất to, rồi lấy rất nhiều tắc kè luôn đấy. Còn cái tiết mục săn thú thì chúng ta sẽ để kỳ sau. Thôi lửa, cùi đây. Cùi. Chất lửa. Không có chân quay nha. Các bạn phải chuyển độ mát mát tí. Đây vải các bạn.
mọi người có thể đến đây em mời nhá. Anh em và nhau ấy. Đúng là đất, mỗi đất cũng có một vị vải khác nhau. Chúng tôi sẽ cắm cặp cho dơ mát này. Anh chơi à, hơi lắng tí nhưng mà nghĩ đến món công cụ chiến chiến đấu. Không để gạo để ấy.